Chào các em, chúng ta tiếp tục giải vòng số 3 khối lớp 8. Em nào chưa đăng ký các khóa học giải toán trên mạng thì nên đăng ký để làm bài thi trên mạng cho tốt hơn, cũng như là học toán sẽ tốt hơn. Câu số 1. Giá trị nhỏ nhất của cái biểu thức trong một đơn này nè. Thì riêng cái này nè là luôn luôn lớn bằng 0, thấp nhất là bằng 0. Như vậy cả cái này thấp nhất sẽ bằng 5. Đó, lớn là bằng 5. Rồi là còn đường mũ 3 lên nữa. Như vậy nó sẽ lớn bằng 5 mũ 3, tức là 125. 125 thì là cái này kìa. Cái này chính là gì? Chính là hàng đẳng cấp số 4 x cộng 1 tất cả mũ 3. Tức là bằng 4 cộng 1 tất cả mũ 3 là bằng 5 mũ 3 đó. Hay là mình giải hết luôn đi các em. 48 chia 2 mũ 2 là này là ra 48 chia 4 là ra 12 nè. Cái này là x bằng 2 nè. Cái này x bằng 5 nhân 245 là bằng 1225 à. Rồi cái này thầy giải luôn. 10 mũ n cộng 2 là thầy ghi là 10 mũ 2 nhân 10 mũ n trừ cho 87 nhân cho 10 mũ n bằng x nhân 10 mũ n. Này cái mới học đặt nguyên tử chung đúng không? Ta lấy 10 mũ n thì đặt nguyên tử chung ra ngoài. Ở trong còn 10 mũ 2 tức là 100 trừ cho 87. Rồi bằng bên kia là 10 mũ n nhân cho x. Vậy hai bên què nhau 10 mũ n nè. Gì nữa? Vậy là x sẽ là 100 trừ 87 tức là 13. Cái này là 13 các em nhé. Đó. Con này 60 nhỏ hơn 4 mũ n. 60 nhỏ hơn 4 mũ n nhỏ hơn 68. Em lấy n mũ 1 được không? Không được đúng không? 4 làm sao lớn hơn 60? Thì n bằng 3 được không? 4 mũ 3 là 64. 64 thì lớn hơn 60 nhỏ hơn 68 đúng rồi. Vậy là n bằng 3. Bài này. Cái bình phương thì luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 0, tức là giá trị nhỏ nhất bằng 0 đạt được khi cái cơ số này bằng 0 này. Thì x này sẽ bằng 2/3. Vậy thôi. Chỗ này x bằng 10 thế cho đây 10 trừ 5 là 5 tất cả bình là 25. Giá trị nhỏ nhất của cái này, các em dùng chức năng tìm giá trị nhỏ nhất trong cái khóa học V81 á. Đăng ký trong đó, các em sẽ tìm được giá trị nhỏ nhất của nó là bằng 3/4 thôi. 3/4 ha. Còn nếu làm bằng toán học thì ta làm như sau. X bình thì giữ nguyên. Trừ x thì ghi là 2 nhân x nhân cho 1/2 cộng cho 1/4 cộng cho 3/4. Vậy nó sẽ bằng x trừ cho 1/2 tất cả bình phương cộng cho 3/4, nó sẽ lớn hơn bằng 3/4. Như vậy giá trị nhỏ nhất sẽ bằng 3/4 đạt được khi x bằng trừ 1/2 à. Vậy ta giải xong hết rồi đó. Câu hỏi 2. Hệ số của x bình phương phá ra. Thì cái này mình tự phá ra đi. Hệ số nó sẽ bằng 3. 1, 3, 3, 1. 3 ha. 3 là cái nào? Là cái này. Câu hỏi 3. X sẽ bằng 12. 12 nhân 4 trừ 48 ra này. Câu hỏi 4. X sẽ bằng -11. -11 mũ 2. Thì ra 121. Câu hỏi 5. Cái bài này chúng ta sẽ đặt nhân tử chung. 8 trừ 36 thì thầy rút 8 ra ngoài. Ở trong sẽ còn 1 trừ cho rút 4 thôi, xin lỗi kìa. Rút 4 thì 8 còn 2, 36 còn 9. Còn bên kia là rút 27 ra ngoài. 42 là 8, 49, 36. Ôi, ảo mổ rồi. Nhìn kỹ thấy hàng đẳng thức kìa.
8 thì ghi là 2 mũ 3 trừ 36 thì ghi là 3 nhân 2 bình phương, cho nó khớp với số 2 này nè. 3 nhân 2 bình phương là mới có 12 à. 12 là nhân 3x nữa mới đủ như cũ. Nên nhân lại mới đủ 36x. Rồi cộng cho thì ghi 3 nhân cho 2 và nhân cho 3x tất cả bình, các em kiểm tra lại có đúng không? 3 bình là 9 9 3 7 7, nhân 2 đúng 54x bình phương luôn. Và trừ cho 3x tất cả bình phương. Mũ 3 chứ nhỉ? Không. Vậy chúng ta sẽ có là 2 trừ 3x tất cả mũ 3 bằng 0. Vậy là 2 sẽ bằng 3x, tức là x bằng 2/3. Đây kìa. Câu 6. Nghiệm của đa thức này. Đa thức đó chính là một hằng đẳng thức, nó là x trừ 13 tất cả bình. Nghiệm tức là x làm cho cái này bằng 0 nè, muốn cái này bằng 0 thì x phải bằng 13 ha, cái đó, chỗ này. Câu 8. Cái này em tính ra thôi. Hoặc là dùng hằng đẳng thức 10 trừ 5 tất cả bình. A bình trừ 2AB cộng B bình này, A là 10, B là 5 đó, 10 trừ 5 tất cả bình thì nó bằng 25 ha, ra cái này. Câu 9, 3/4, 3/4 là cái này. Ở x trừ 13, đâu có, câu hỏi số 7. Cái này nhẩm luôn cũng thấy là x sẽ bằng trừ 4 ha, xin lỗi 2. Vậy các em ha. Rồi. Bài thi tiếp theo, bài thi 12 con giáp các em nhé. Con rắn. Thay vô thôi các bạn. 2 mũ 2 là 4, 4 16, 16 trừ 25. Âm 9 ha. Hổ. Một hình thang có đáy nhỏ, đáy lớn, rồi đọc đề đi. Thầy có thể vẽ nháp cái hình nè. Đáy lớn là 3, đáy nhỏ là kém hơn đáy lớn ha, ngắn hơn. Thì trên này là 2/4, dưới này là 3. Đó, đường trung bình là lấy 3 cộng 2/4 chia đôi thôi. Như vậy là 2/7 các em nhé. 2/7. Con trâu. Rồi ta biến đổi cái này. X bình trừ 6x cộng y bình cộng 10y cộng 34, rồi chuyển cái kia qua là thành cộng cho 4z trừ 1 tất cả mũ 2 bằng 0. Nhiệm vụ là tìm y. Bây giờ các em để ý nè, copy cái này xuống. Bây giờ bổ sung cho thành hằng đẳng thức ha. X bình trừ 6x thì cộng thêm 9 là thành hằng đẳng thức. 9 lấy từ 34 nè. 34 mà lấy 9 á thì các em sẽ còn lại là 25. Đó, giờ các em để ý ba hằng này là biến thành hằng đẳng thức nè, thấy không? Ba hằng đó sẽ biến thành là x trừ 3 tất cả bình. Rồi ba thằng tiếp theo là y cộng 5 tất cả bình. Rồi giờ mình có ba cái bình phương cộng lại bằng 0. Đó thì trong khóa học V81 thầy đã hướng dẫn về cái dạng tổng bình phương rồi đúng không? Tổng của các cái bình phương bằng 0 thì từng cái bình phương phải bằng 0. Như vậy là từng cái cơ số này phải bằng 0 hết. Như vậy lúc đó y cộng 5 phải bằng 0. Vậy y sẽ bằng trừ 5. Con mèo. Cái này chính là hằng đẳng thức nè kìa. Hằng thức số 4 á. À. Như vậy là ta sẽ có cái gì? Ta sẽ có là cái này chính là trừ 2x, đó là A đó. Đây là trừ 2x tất cả mũ 3 nè. Đó. Còn cái đuôi á là y mũ 3 ha. Các em có thể là thấy rõ là hằng đẳng thức số 4 rồi đó ha. Như vậy là nó sẽ bằng là A cộng B tất cả bình, tức là trừ 2x cộng cho y tất cả trong ngoặc mũ 3.
không tin em cứ phá ra thử đi ha. Phá cái đầu cái đuôi là khớp này, ở giữa là cộng 3a bình b, tức là thành cộng 12x bình phương trừ 2x cộng y, đâu rồi, đây phải ha. Con khỉ, một hình thang cân có cạnh bên là, một hình thang cân có cạnh bên là 2,5. Thầy vẽ nha, để đại khái là bài nào khó thầy mới vẽ kỹ. Hình thang cân có cạnh bên là 2,5, đường trung bình là 3, chu vi hình thang, hình thang cân thì bên này 2,5, bên này cũng 2,5, hai cạnh bên của hình thang cân thì bằng nhau, đường trung bình bằng 3, thì tổng hai đáy sẽ gấp đôi đường trung bình, tức là bằng 6. 6 cộng cho 2,5 cộng 2,5 là bằng 11. Dễ vậy, chưa có câu nào có vẻ khó. Lại một bài hình thang nữa, đường trung bình là bằng 48. Này rồi, như vậy là tổng hai đáy, tổng hai đáy thì gọi là đáy A và đáy B đi ha. Tổng hai đáy sẽ gấp đôi đường trung bình, A cộng B sẽ bằng 48 nhân đôi là bằng 96, mà tỷ số là bằng 0,6. 0,6 tức là 6/10, tức là bằng 2/3. Như vậy là các em có tỷ số là một đáy 2 phần, một đáy 3 phần, tổng số phần là 5 phần mà là 96, thì lấy 96. 96 các bạn chia cho 5. 96 chia 5 thì mỗi phần là 19,2, như thầy sai chỗ nào? 0,6 có nghĩa là 6/10, tức là 3/5 nhé. Như vậy tổng số phần là 8 phần. Tổng hai đáy là 8 phần, lấy 96 chia 8 như vậy mỗi phần là 12. Đáy bé là 12 x 3 là 36, đáy lớn là 12 x 5 là 60, đây nha. Con rồng, cái này chính là hàng đẳng thức số 6 nè. Tổng hai lập phương đó, đó là tổng những bình phương thiếu vô hiệu thì sẽ bằng x mũ 3 cộng cho 2 mũ 3 rồi bằng 351. Vậy ta sẽ có x mũ 3 sẽ bằng 351 trừ cho 8. 351 trừ 8 thì bằng 343. Rồi các em ngồi các em coi ít nào mũ 3 lên thì bằng 343. Thì các em dùng cái chức năng căn bậc 3 ở trong khóa học V81, các em sẽ suy ra là x sẽ bằng bằng căn bậc 3 của 343 thì bằng 7. Vậy đó. Hoặc lấy 4 cái này mò lên cũng được. Rồi ta có con heo. Cần điền biểu thức nào vào trong dấu chấm chấm chấm? Dấu chấm chấm chắc là dấu chấm chấm cuối đây nè. Ta thấy cái đề nó không có nhỉ. Đó, chắc là điền vào đằng cuối à. Ủa cái gì? Cần điền biểu thức nào vào trong? À xin lỗi các em. Điền nào vào đây? Để nó ra này. Thì x trừ 1/3 tất cả mũ 3 thì các em phá hàng đẳng thức này ra thôi. Thì các em sẽ bằng là x mũ 3 trừ 3 bình B. Tức là gì nhỉ? Thì phá này ra này. X mũ 3 trừ cho 3 nhân A bình là x bình, nhân B là nhân cho 1/3, cộng cho 3 nhân x nhân cho 1/3 tất cả bình, và trừ cho 1/3 tất cả mũ 3. Vậy ta phải điền cái này vô nè. Đó, như vậy nó chính là cái này. Đúng không em? Chuẩn chưa? Hình như sai rồi. Này rút gọn cái này hết. Vậy là x bình phương thôi, trừ x bình phương thôi. Bỏ này đi, lấy cái này. Trừ x bình phương đúng. 1/9 với 3 là 1/3. Trừ 1/7 rồi, ok. Con ngựa. Con ngựa. Mày tính thôi. Tính bình thường thôi. 625 cộng 3 nhân cho 25 bình trừ 3 trừ 5 mũ 8 cộng 10. 1. Hoặc là dùng hàng đẳng thức cũng được, nó là 25 mũ 4 trừ 9. Cái bài này cái hình nó có khó không? Thầy vẽ hình đẹp nè. Hình thang bình thường đúng không? Vẽ hình thang. Đó. Đáy là 4,
Đây là A, B, C và D. MN trung điểm. Để đường trung bình mà. MN trung điểm BC và AD. Nối lại. Đó là đường trung bình. M trung điểm BC. N trung điểm của BD. Khi đó độ dài cạnh CD, ôi trời đất dễ ẹt. AB bằng 4, MN bằng 6. Vậy thằng này bằng x đây ha. X cộng 4 sẽ là gấp đôi 6, tức là x cộng 4 sẽ bằng 10, 12. Như vậy x sẽ bằng 8. 8 cộng 4 chia đôi. Trời đất dễ ẹt quá trời. Ta qua cái bài thi số 3, bài thi cuối cùng. Câu số 1 chính là x trừ y tất cả mũ 2. Lấy 2 này trừ nhau là bằng 2, mũ 2 là bằng 4. Giá trị của biểu thức này là x sẽ cộng 1 tất cả mũ 3 đúng không? Thì là 1 cộng 1 tất cả mũ 3 là bằng 8. Biểu thức này khi khai triển ra thì hệ số của hàng tử bậc nhất sẽ là 54. Các em cứ nhân ra là biết rồi. 8x mũ 3 cộng 3a bình b cộng 3ab bình bằng ra là 669. 54 hàng tử bậc nhất. Hàng tử bậc 1 là hàng tử có chứa x mũ 1. Rồi cái này mình phá ra thử coi. 2x tất cả mũ 3 trừ cho 3 nhân cho 2x bình 3a bình b nhân cho 3y bình cộng cho 3 nhân a b bình 3y bình tất cả mũ 2 trừ cho 3y bình tất cả mũ 3. A là 2x, b là 3y bình. A là 2x, b là 3y bình. A mũ 3 trừ 3A bình B cộng 3A B bình. Rồi. Như vậy là hệ số của X bình Y bình là bằng bao nhiêu? Đó là cái này nè kem. Kem nhân cái đó ra. Trừ 3 x 3 là 9 rồi nè. 9 x 2 bình là 4. 9 4 36. 36 X bình Y bình. Vậy hệ số của nó là trừ 36. Biểu thức này thì nó là 13 trừ 3 tất cả bình nữa kìa. 13 trừ 3 là 10, là bình lên là 100. Rồi. X mũ 3 trừ x mũ 3 là hết. Thì còn lại là trừ 8. Trừ 8 cộng 4x. Trừ 8 quăng qua kia là 8. 4x bằng 8 thì x bằng 2. 2 trừ 2 là bằng 0 nè. 2 mũ 4, 2 nhân 4 là 8, 2 mũ 3 là trừ 8, đúng rồi. Cho hình thang cân câu số 7. Ta giải câu dễ trước đi. Ôi còn sức giải mấy câu khó. X trừ 3 bình phương bằng 4, x trừ 3 sẽ bằng 2. Hoặc x trừ 3 bằng âm 2. X sẽ bằng 5 hoặc là 1 kìa. Nhập giá trị theo thứ tự tăng dần. Giá trị của x thỏa mãn cái này 1 và 5. Rồi. Bài số 10. 100 bình trừ 99 bình là hàng đẳng thức số 3. Vậy nó sẽ bằng 100 cộng 99 nhân cho 100 trừ 99. Mà 100 cộng 99 là 199. 100 trừ 99 là bằng 1. Mà nhân 1 thì thôi khỏi ghi. Như vậy cái đầu tiên là xong. Cái thứ nhì là 98 bình trừ 97 bình là cũng là hàng đẳng thức. 98 cộng 97
nhân 98 trừ cho 97 thì cái này là bằng 195. Cái đằng sau cũng bằng 1 thì bỏ đi. Cộng cho 96 bình trừ 95 bình. 96 cộng 95 191 nhân 1. Vân vân cứ vậy cho tới 2 bình. 2 bình trừ 1 bình tổng 3. Giờ mình tính cái tổng này coi. Tổng này là tổng cách đều. Đầu tiên em tính số số hạng. Sau khi có được số số hạng rồi, số số hạng rồi thì em lấy đầu cộng cuối nhân số số hạng chia đôi là được. Số số hạng là 199 trừ 3 đầu cuối trừ đầu chia khoảng cách. Khoảng cách giữa các số này là 4 cộng 1, vậy có 50 số hạng nha. Rồi giờ mình lấy 199 cộng 3 nhân 50 tất cả chia đôi. Đó. Công thức dãy số cách đều thì thầy dạy kỹ trong V81 rồi các em nhé, khóa học V81. Chỗ này sẽ là 5050. Tự tính cái tổng này các em nhé. Tính số số hạng rồi lấy đầu cộng cuối nhân số số hạng chia đôi. Tại sao thì các em xem các khóa học của thầy. Học của thầy các em gõ bằng nguyên luận.com ha. Trong cái trang web này. Rồi đăng ký học giải toán trên mạng thì nó có rồi. Nó nằm dưới này nè. Đó, nhấp vô đây. Nhấp vô đây là nó ra cái đăng ký hướng dẫn học. Hướng dẫn đăng ký ha. Các em cứ đăng ký theo hướng dẫn đó. Nhớ ấn nút gửi cuối cùng nha. Các em hay quên cái nút gửi cuối cùng lắm. Thành ra là hay bị hệ thống nó không gửi bài. Nhớ ấn nút gửi cuối cùng, có cái nút gửi cuối cùng á. Các bạn nên đăng ký V81, V82, V83. Còn khi nào thi vùng tỉnh thì các em đăng ký thêm TK8 là được. Vậy thôi. Còn muốn học toán á thì đợi vài bữa nữa trong cái trang web này nó thông báo thì các em học toán nha. Và tiếp tục bài số 9. Cho tam giác ABC, AB bằng 12, AC bằng 18. Thầy vẽ hình đã. Rồi, AB có, AC có, AD là phân giác. Rồi, BH vuông góc với AD. Vẽ từng chân đây nha, không có chính xác lắm đâu. M là trung điểm BC. M là trung điểm BC. Khi đó độ dài HM. Độ dài HM. Như vậy thầy vẽ chính xác rồi. Thầy vẽ phân giác chính xác một xíu. Mình đang rảnh mà, vội vàng chi. Đó. Đây là trung điểm ha. Rồi kẻ vuông góc. Rồi. Đấy là D. Đây là M. Đây là H. Có đúng đề chưa nhỉ? Cho tam giác ABC, AB bằng 12. Đây 12. AC bằng 18. AD là phân giác. BH vuông góc AD. M trung điểm BC.
Rồi, tính tính độ dài của anh HM. Anh này. Đó, cái anh nhỏ nhỏ này này. Nhỏ nhỏ này là ghê lắm. Cũng dễ thôi các. Các em nhìn nha. Đây là phân giác. Đúng chưa? Đây là phân giác. Rồi các bạn nhìn cái tam giác này nè. Các bạn nhìn cái tam giác, thầy đặt tên điểm này là điểm R đi. Thì tam giác ARB, tam giác ARB là một tam giác cân, bởi vì có đường phân giác cũng là đường cao, học ở lớp lớp 7 rồi nha. Tam giác mà có đường phân giác cũng là đường cao thì nó sẽ là tam giác cân. Hoặc là hai tam giác này bằng nhau trường hợp góc cạnh góc này, thì suy ra hai cạnh AR với lại AB là bằng nhau. Vậy bên này 12, bên này cũng 12 nha. Này 12, bên này cũng 12. 18 mà bị trích 12 rồi. Vậy dưới này còn 6. Dưới này còn 6 đi. Rồi giờ Kim nhìn lại cái tam giác nhỏ nhỏ này RCB. RCB. Đó. Tam giác này có M là trung điểm. M là trung điểm của BC. Rồi các em để ý H sẽ là trung điểm của BR. Vì sao là trung điểm của BR? Bởi vì đường cao của tam giác cân màu xanh lá cây cũng sẽ là đường trung tuyến thôi. Như vậy H là trung điểm BR, M là trung điểm BC. Như vậy là cái đường HM là đường trung bình của cái tam giác này. HM là đường trung bình thì bằng nửa RC. Mà RC bằng 6, vậy chỗ này sẽ bằng 3. Đường trung bình nửa cạnh thứ 3 thôi. Chỗ đó bằng 3 các em nhé. Rồi, như vậy mình đã xong bài toán. Phải không? Giờ mình dò lại đáp án coi có sai hay không thôi. Dò lại đáp án một lần nữa các em nhé. À, còn một bài chưa làm các em. Bài số 7. Bài số 7 mình chưa làm nè. Phải không? Giờ thầy xóa đi. Bài số 7 là cho hình thang cân ABCD. Thầy vẽ cái hình thang cân. Rồi. Hình thang cân ABCD. A. B. CD. DC thì bằng 7, góc C thì bằng 60 độ. Góc C này 60 độ này. Còn CD thì bằng 7, BC bằng 4. C 60 độ. Khi đó độ dài đường trung bình của hình thang này. Ừ. Giờ mình sẽ vẽ thêm đường phụ như sau các em. Từ B thầy kẻ song song với lại AD ha. Cắt cái cạnh đối diện ở tại điểm. Từ B thầy kẻ song song xuống này. Rồi, kẻ song song xuống thì hai góc này sẽ bằng nhau, đồng vị mà. Mà hình thang này cân thì bên này 60, bên này cũng 60. Đã 60 thì bên này cũng 60. Như vậy các em thấy tam giác BEC là tam giác đều. Tam giác đều thì bên này 4 thì bên này cũng 4, mà dưới này cũng 4. Cái này 7, đáy dưới là 7 mà đây 4 thì đây còn 3. Không? Dưới này 3 thì trên này 3. Vậy thôi. Tại sao trên này 3? Tại vì đây là một hình thang có hai cạnh bên, hai cạnh đáy song song đúng không? Xin lỗi, hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau. Hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau thì hai cạnh bên song song và bằng nhau. Hoặc là sau này các em học đó là hình bình hành luôn đó. Hai đáy
trên dưới song song, hai đáy trái phải cũng song song là hình bình hành. Hình bình hành thì các cạnh đối bằng nhau chứ sao. Như vậy tóm lại là đáy trên bằng 3, đáy dưới bằng 7. Như vậy đường trung bình sẽ là 3 cộng 7 là 10 tất cả chia đôi. Như vậy nó sẽ bằng 10 chia đôi là bằng 5 các em nhé. Rồi. Thôi tình hợp bài đi. Sai thì thôi các em tự sửa thôi chứ biết làm sao. Hả? Có thể thầy vội thầy sót chỗ nào á, các em coi lại đáp án nha, để có gì thầy chỉnh. Hả? Thầy chỉnh. Rồi coi lại.